Nói chung, tôi rất ghét đàn bà, nguyên nhân, tôi không thích, thế thôi. Có lẽ vì nhìn quá phát ngấy, ngấy muốn lộn mửa, Cẩm Phượng bưng khay giải khát bào Nàng lại cười với Lê Tùng lần nữa, Lê Tùng không cười lại. Chàng nhớ lại đêm mưa gió lạnh lùng trên bờ sông Bến Hải. Chỉ còn tuần lễ nữa là Tết Nguyên Đán, trời tối như hũ nút, như thường lệ, chàng đợi Trần Hiệp trên bờ nam, ở địa điểm AQ19. Trần Hiệp mang số hiệu 307, là nhân viên tình báo của ông Hoàng ở phía Bắc Vĩ tuyến 17. Vượt sông Bến Hải là công việc cơm bữa của nhân viên tình báo. Trần Hiệp biết rõ họa đồ phòng thủ của Cộng sản dọc bờ Bắc nên chàng qua sông như đi chợ. Hơn nữa, Hiệp lại là bạn thân của thiếu tá Phan Lộ, chỉ huy phản gián giáp tuyến, thế mà đêm ấy Trần Hiệp bị bắt. Bị bắt trong khi sửa soạn sang sông gặp Lê Tùng, bị bắt vì nội phản, vì địch đã biết trước, hoạt động với Trần Hiệp đã lâu, chàng không quên được nếp sống giản dị, say xưa với nghề nghiệp của người thanh niên khả ái và nhũn nhặn ấy. Hiệp là nhân viên của ông Hoàng trước Hiệp định dơ neo. Sau khi sở rút vào Nam, Hiệp ở lại Hà Nội, núp sau một chức vụ quan trọng trong thành bộ đảng lao động, chờ cơ hội hoạt động tình báo. Theo kế hoạch, chàng sẽ liên lạc với chú sứ ẩn tế của sở tại Hà Nội khi có cơ hội hoạt động. Chàng được thu dụng làm phóng viên báo nhân dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung ương Đảng Lao động. Chàng thu thập được nhiều tin tức, song không thể gửi cho ông Hoàng vì bị mất liên lạc với chú sứ ẩn tế. Nhân viên giao liên của chú sứ đã bị tử thương trong một chuyến công tác dọc bờ biển. Trần Hiệp được phái qua Lào để làm phóng sự về tình hình chiến sự và chính trị. Và chàng đã tìm cách liên lạc với Lê Tùng, Chu Nghị hỏi, Trần Hiệp có chân trong tổ chức của ông Hoàng từ 1950 phải không? Lê Tùng đáp phải, cuối năm 1950, sau khi biết chắc căn cước của người bán tài liệu, tôi liền phúc trình về Sài Gòn, chỉ thị của ông Hoàng về việc tiếp xúc với Trần Hiệp ra sao. Tôi luôn luôn để trong xe một cuốn tuyển tập Mao Trạch Đông, do nhà văn học ở Hà Nội xuất bản, bìa gáy da màu đỏ, bên trong găm một cái khăn tay màu vàng rơm trên mù xoa mật lệnh liên lạc được biết bằng mực bí mật. Theo mật lệnh này, Trần Hiệp phải gặp tôi đúng 3 ngày, sau khi nhận được, tại công trường xế cửa phòng thông tin vạn tượng, vào lúc 8 giờ tối. Và Hiệp đã y hẹn, những tài liệu gửi cho ông Hoàng, Trần Hiệp đã lấy ở đâu? Trong tủ sắt của Tòa Đại sứ Bắc Việt, ai lấy? Trần Hiệp phải không? Không, Hiệp kết nạp được viên đệ nhị tham vụ, tên hắn là gì? Hồ Vân, đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Từng thụ huấn tại Mạc Tư Khoa, tốt nghiệp trường ngoại ngữ tình báo Xô Viết, tại sao hắn phản? Vì chán ghét chế độ Cộng sản một phần, phần khác vì tiền. Qua trung gian của Trần Hiệp, tôi đã trả trên 20.000 đô la cho Hồ Vân. Và tôi đã nhận được 10 cuộn phim cả thảy. Nhờ thế tôi đã phang ra toàn bộ tổ chức tình báo của Tòa Đại sứ Bắc Việt trên đất Lào một phái đoàn đặc biệt được gửi từ sài gòn lên lần lượt hạ sát những chuyên viên do thám cao cấp của bắc việt đại sứ lê văn hiến mở cuộc điều tra song không tìm ra manh mối trong khi đó tham vụ hồ vân được triệu hồi hắn bị ngờ vực ư ừ, không vì lẽ giản di hắn có họ gần với lê thị xuyến vợ đại sứ lê văn hiến và là ủy viên trung ương đảng đại sứ lê văn hiến tin cậy hắn triệt để và còn ủy cho hắn điều tra nội vụ trời Hồ Vân bị gọi về vì y mắc bệnh đau gan nặng. Có lẽ vì chắc tám quá nhiều, sợ bị ung thư gan, hắn xin về Hà Nội điều trị. Để bảo vệ an ninh cho hắn, ông Hoàng đã lập kế ly gián, đổ tội cho một nhân viên của ban mật mã trong tòa đại sứ Bắc Việt, Trần Hiệp bí mật giết người này, rồi ngụy trang vụ ám sát thành tự sát, kèm theo một tờ thú tội kế hoạch ly gián hoàn toàn thành công, Hồ Vân chữa bệnh tại nhà thương Bạch Mai từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 3 năm 1965 mới bình phục. Để tiếp tục móc nối với Hồ Vân, tôi được phái lần nữa ra Hà Nội, điều khiển chú sứ ẩn tế ở đó. Nhưng hắn bị bắt không? Hắn không bị bắt, tôi hoạt động với hắn được đúng 3 tháng. Hầu hết các tài liệu mật của Bộ Ngoại giao Hà Nội đều được chuyển cho tôi và gửi về Sài Gòn đột nhiên hắn từ trần vì bệnh đau tim bệnh đau tim anh chắc không sau khi hắn chết tôi hỏi người nhà và họ cho biết là hắn đang ngồi trên ghế thì gục xuống tắt thở nhật báo thời mới cũng loan tin trong mục phân yêu là hồ vân thất lộc vì bệnh tim cặp mắt của chu nghị bỗng quắc lên một cách dự tợn hắn gập cuốn sổ tay lại đứng lên giọng cộc lốc hôm nay tạm xong hẹn anh đến sáng mai lê tùng hỏi tôi ra phố chơi được không được, xong phải có nhân viên của tôi đi theo. Và lại, lát nữa anh phải đến lấy phòng tại lữ quán. Tôi đã làm sẵn thông hành giả cho anh, ngân hàng tổng hạt ở Thụy Sĩ sẽ chuyển tiền về lữ quán. Tôi đã giữ phòng trước cho anh tại lữ quán quốc tế Y. Ra phòng ngoài, Lê Tùng gặp hai gã đàn ông mặc sơ mi bỏ ngoài quần. Nhìn lưng chúng cồm cộm, chàng biết chúng đeo sung. Chàng quay về phía Chu Nghị, yêu cầu anh minh xác tôi là đồng minh hay là tù nhân của anh chu nghị nhìn chàng vẻ ngạc nhiên anh hỏi lạ tôi coi anh là thượng khách tại sao anh lại có ý nghĩ là tù nhân của tôi lê tùng buông thong hừ nếu không là tù nhân tại sao nhân viên của anh lại đeo súng trong áo mặt chu nghị tỏ ra ngượng ngập họ đeo súng để bảo vệ an ninh cho anh cảm ơn tôi không phải là cô gái dậy thì sở cao bồi chọc ghẹo dọc đường biết đâu người ta chẳng tìm cách hạ sát anh. Đồng ý, nhưng tôi không tin hai chú bị thịt, giá áo túi cơm này đủ tài làm vệ sĩ, một tên trợn mắt, phiền anh giữ miệng. Bản tính tôi rất nóng nảy, Lê Tùng cười khẩy, tôi cũng vậy. Hạng người dài lưng tốn vải như anh chỉ ăn một quả đấm là sụm xương, hắn nhảy sổ lại. Chu Nghị gạt ra, đừng thất lễ với khách, Lê Tùng cười khanh khách, không sao, xin phép anh Chu Nghị cho tôi được múa may vài phút cho khỏi ngứa ngáy, vừa nói, chàng vừa đấm dứ một cái. Tên vệ sĩ né sang bên, dáng bàn tay kích xù xuống. Hắn đã mắc mưu chàng như đứa trẻ, chờ bàn tay của hắn gần chạm vai, chàng nghiêng người tóm lấy, giật lui thật mạnh. Hắn húc đầu vào tường, rồi nằm quay lơ trên nền nhà. Tên thứ hai hùng hổ xông vào. Lê Tùng khèo chân nhẹ nhàng như đùa bỡn, hắn trổng bốn vó lên trời, chu nghị vỗ tay khen ngợi anh giỏi thật đáng tiếc anh không là nhân viên của tôi lê tùng nghiêm mặt anh thừa hiểu tôi không bao giờ làm nhân viên cho anh nhân tiện cũng báo anh rõ tôi không thích đi cặp kè với hai của nợ này nếu anh muốn anh cứ cho chúng theo sau còn tôi tôi chỉ bằng lòng đi với cẩm phượng chu nghị gượng cười vâng tôi chiều ý anh cẩm phượng sẽ lái xe đưa anh xuống lữ quán còn hai vệ sĩ đi xe khác cẩm phượng run rẩy bước ra thân thể tròn lẳn trong cái áo dài tàu bằng tơ tằm may sắt bào thịt phục sức khêu gợi đến thế là cùng nàng cầm tay chàng cử chỉ thân mật như vợ với chồng mời anh ra xe với em xe của cẩm phượng là một chiếc mơ nhỏ xíu mui trần sơn màu mắt tích dịu mắt nàng buộc cái băng đô lên đầu cho khỏi bay tóc rồi lái ra khỏi gara chiếc mercedes của hai vệ sĩ lừ lừ chạy theo Chàng ngồi sát vào người nàng, gợi chuyện, cô Phượng ơi. Nàng phá lên cười, anh muốn gì, cứ nói đi. Em không ngờ một người như anh lại tán gái một cách ban vẻ như thế. Tôi cũng không ngờ, không ngờ một người như cô lại làm đầu bếp và con sen cho chu nghị, bản tâm của chàng là chọc tức cẩm phượng. Song nàng vẫn thản nhiên, tài xế của tùy viên quân sự Xô Viết tại Hoa Thịnh đốn là một trung tá. Một sĩ quan KGB đã đóng vai gác cửa. Cho nên, em làm con sen không phải là chuyện lạ, em là thuộc viên của Chu Nghị. Không, hay em là thượng cấp? Cũng không, em bí mật ghê, dĩ nhiên. Anh cũng đừng hỏi tò mò nữa, vì em không trả lời đâu. Cũng như anh, em được huấn luyện trong trường tình báo và em ở trong nghề đã lâu. Nếu anh cần an ủi, em xin sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng, và lại, được thương yêu một thanh niên đẹp trai và lịch thiệp như anh là điều hân hạnh giả sử anh là một lão già khọm khẹm và thô bỉ nhiệm vụ mà anh tuy nhiên em được quyền lựa chọn trong quá khứ em đã thẳng tay từ chối nhiều lần lần này vừa nghe chu nghị yêu cầu em nhận lời liền và em muốn kéo dài thời kỳ hạnh phúc này mãi cẩm phượng lái qua đại lộ các na đột nhiên lê tùng nói em cho anh xuống một chút anh đi đâu chu nghị dặn đưa anh đến lữ quán quốc tế kia mà anh muốn vào trung tâm Ngọc Thạch một mua tặng em cái nhẫn, sợ Chu Nghị phàn nàn. Thôi, tuần sau xong việc mua cũng được, mặc kệ Chu Nghị. Người đàn ông văn minh không thể quên được cảm tình đặc biệt của em đêm qua, cẩm phượng lặng thinh. Lê Tùng xuống xe, chiếc Mercedes đậu xịch phía sau. Hai tên vệ sĩ kèm sát Lê Tùng, chàng thản nhiên tiến lại quầy hàng. Chàng chăm chú quan sát người bán hàng, mắt đeo kính dâm nai lơ gọng vàng, dây ni lông miệng ngậm tẩu pho cần loại tẩu cán sắt màu nâu, mặc sơ mi ngắn tay kiểu mỹ màu đỏ ca cổ áo gài hai nút. người bán hàng cũng chăm chú quan sát chàng, sơ mi dài trắng, sắn tay, để lộ ở cổ tay trái một cái đồng hồ seiko của nhật tự động, đeo ngược, bàn tay phải để lên mặt kính, ở móng tay cái có một vết đen, trên miệng phì phèo điếu Benson mới đốt, và cũng ngược đầu. hắn hỏi chàng, ngài mua gì? Chàng đáp tôi muốn tìm một cái nhẫn, hạt xoàn hay ngọc thạch. Hạt xoàn, từ 5 đến 7 ly, vâng. Xin ông đợi một phút, hai tên vệ sĩ đứng sát Lê Tùng, mặt lầm lầm. Cẩm phượng rút thuốc lá ra hút, người bán bày ba cái hộp nhung đỏ lên bàn. Lê Tùng cầm cái nhẫn ở giữa lên coi trước. Chàng nheo mắt, lấy kính lúc soi cẩn thận. Xong xuôi, chàng soi cái bên trái. Rồi chàng đặt xuống, nhún vai, cái nào cũng bị than. Người bán xoa tay, vâng chúng tôi chưa cắt kịp. Xin ông cho địa chỉ, tối nay chúng tôi mang lại tận khách sạn. Cẩm Phượng nói, thôi, cảm ơn ông, khi khắc chúng tôi sẽ quay lại. Lê Tùng chào người bán, rồi quay ra. Đến cửa, chàng nhắc thấy một con bướm vàng tây, nạm ngọc thạch tuyệt đẹp. Chàng hỏi giá, 95 đô la Mỹ. Lê Tùng lại kết, xỉa tờ trăm Mỹ Kim, trong khi người bán gói cái hộp xin sắn, kính cẩn đưa tận tay cho Cẩm Phượng chèo lên xe, lê tùng khoan khoái lạ thường. công việc khó khăn nhất của chàng trong thời gian lưu lại hồng kông đã hoàn tất. chàng vừa thông tin được với ông hoàng, người bán hàng phục sức kỳ dị này là nhân viên của sở, có nhiệm vụ chờ chàng. trong khi hai tên vệ sĩ hối hả nổ máy, người bán hàng tiến ra ngoài, nhìn số xe. một phút sau, y quay vào trong nhà, gọi điện thoại, người ở đầu dây nghe y nói, không đặt câu hỏi, cũng không ngắt quãng y nói xong người này mới cất tiếng cảm ơn tôi đã biết xe của ai rồi anh không cần bố trí rượt theo nữa cẩm phượng cười vang như đứa trẻ lê tùng nhẹ hôn vào má nàng trời hồng kông trong và cao như ở bãi biển nha trang một ngày mùa hè rực nắng sao 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 9 giờ sáng hôm sau khác lần trước chu nghị giữ vẻ mặt lầm lì khi bắt tay lê tùng cùng đi với hắn là một người đàn ông đeo kính đen to tướng cầm vuông, tay sách cặp ra, mặc con lê chỉnh tề. Vào phòng, người lạ ngồi xuống ghế, Chu Nghị nói, giới thiệu với anh đây là một đặc phái viên từ Trung ương tới, không cần đợi Lê Tùng đáp. Người lạ mở cặp lấy một sấp giấy đánh máy đặt lên bàn, rồi nói giọng đều đều, tôi đã nghiên cứu lời khai của anh. Sở dĩ tôi đến đây là để hỏi thêm một vài chi tiết những lời anh nói hôm qua đã chứng tỏ sự thành thật của anh lê tùng cướp lời ăn cây nào rào cây ấy vẫn là phương châm hành động của tôi các anh thỏa thuận trả giá cao tất tôi phải cố gắng bán những món hàng thật tốt người lạ mặt giọng nghiêm nghị anh hiểu được thế thì còn gì bằng tuy nhiên anh chỉ mới thành thật một nửa hừ tôi không muốn ai ngờ vực thiện trí của tôi tôi cũng không thích những lời bào chữa liều lĩnh lời khai của anh đã được ghi lại không thiếu một dấu chấm, phết Anh đã khai nhiều chi tiết, xong những chi tiết này đều vô dụng, hoàn toàn vô dụng. Tôi hy vọng đây không phải là sự cố ý, dẫn chứng. Không thiếu gì, lời khai của anh hoàn toàn vô dụng vì anh chỉ nói đến những điều chúng tôi đã biết và những người đã chết. Về vụ nhảy dù xuống Quỳ Châu, anh nói được IS-74 đón dưới đất, vào IS-82 phụ tá tại cầu rắt. Tôi đã phối kiểm với trung ương và được biết hai người này đã thiệt mạng. Anh có ba nhân viên nòng cốt ở Vạn Tượng là cô Quỳnh Thái, Phi Sơn và Tấn Lạc thì Quỳnh Thái chết rồi, Phi Sơn bị triệu về Sài Gòn, Tấn Lạc từ chức, làm nghề này đã vào rồi, ra không được nữa, trừ phi là nhân viên cấp dưới hoặc bị trục xuất, như anh chẳng hạn. Tấn Lạc là nhân viên cấp dưới, sẽ chẳng giúp chúng tôi được gì. Trần Hiệp cũng bị giết. Nghĩa là anh nói sao, chúng tôi phải tin vậy, không có phương pháp nào xác định là sai hay đúng, hoài nghi nhau thì thôi. Tôi sẵn sàng trả lại tiền, tôi không ngờ vực anh. Xong ở vào địa vị tôi, anh cũng phải đặt ra nghi vấn. Và lại, chúng tôi cần anh cung cấp một vài tin tức đặc biệt, ngoài các tin tức chúng tôi đã có. Chẳng hạn về trường hợp tham vụ sứ quán Hồ Vân, theo hồ sơ của sở phản gián, y không chết vì bệnh tim mà là bị ám sát, hồ vân bị ám sát để bảo toàn bí mật trong thời gian ở hà nội anh gặp y mấy lần hai lần còn trần hiệp tôi gặp trần hiệp ba lần chúng cung cấp cho anh những tài liệu gì tài liệu liên quan đến bộ ngoại giao tổ chức tâm lý chiến bộ quốc phòng và các phiên nhóm mật của ủy ban trung ương đảng cảm ơn anh đã nói thật hồ vân là nhân viên ngoại giao trần hiệp tòng sự tại tòa soạn nhân dân thì tài liệu của chúng chỉ có thể liên quan đến bộ ngoại giao và tâm lý chiến tại sao chúng có tài liệu liên quan đến bộ quốc phòng và ủy ban trung ương đảng tôi hỏi thì họ trả lời là móc nối được một số viên chức của bộ quốc phòng và ủy ban trung ương các viên chức này là ai hồ vân không cho tôi biết theo sự cam kết bằng miệng tôi không được quyền hỏi y về xuất xứ của các tin tức sau đó y từ trần ông hoàng có ra lệnh cho anh tìm hiểu xuất xứ tin tức hay không không tại sao anh không hỏi trần hiệp y hoạt động riêng, không nằm trong hệ thống của tôi. Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển giao tài liệu và tin tức do y thu thật về Sài Gòn mà thôi. Người lạ mặt cười nhạt, ông Hoàng không ra lệnh cho anh căn bạn Hồ Vân và Trần Hiệp vì lẽ giản dị ông ta đã biết rõ. Và chúng tôi cũng muốn biết rõ ai đã trao tài liệu cho Vân và Hiệp. Anh đoán được ai không? Lê Tùng đáp việc này ngoài phạm vi của tôi, người lạ mặt nín lặng, đưa ngón tay ra hiệu cho Chu Nghị lên tiếng. Anh về Sài Gòn khi nào? Lê Tùng đáp, tháng 6 năm 1965, tại sao anh về? Dường như tôi bị lộ, nhận được chỉ thị hỏa tốc của ông Hoàng, tôi phải lên đường ngay, bị lộ như thế nào? Hồi ở Bắc Việt, tôi đội lốt thiếu tá quân đội, có đủ giấy tờ cần thiết và đi lại tự do. Tôi không lưu lại nơi nào lâu, một tuần ở Hà Nội, một tuần ở Thanh Hóa, một tuần ở Vinh. Đêm ấy, tôi đi bộ đến chợ hôm để gặp một nhân viên liên lạc. Giờ hẹn được định là 9 giờ. Từ ga xe điện bờ hồ xuống chợ hôm, tôi biết là bị theo, tôi bèn đổi xe lên cầu giấy, nhưng vẫn bị bám sát. Tôi đành phải bỏ cuộc hẹn, và sáng sớm trốn vào Thanh Hóa. Bốn ngày sau, tôi quay lại Hà Nội thì được tin nhân viên liên lạc của tôi đã bị bắt. Người này chỉ biết tôi, không biết nhân viên nào khác trong tổ chức nên tôi phải trốn vào Nam để bảo vệ tổ chức. Đêm bị bắt ở vĩ tuyến 17, Trần Hiệp vượt sông Bến Hải làm gì? Để treo những tài liệu về hệ thống bố phòng tại Liên Khu 4, bao gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, nghĩa là khu vực cựu Kim Sơn, Lê Tùng trột dạ. Nếu không giàu nghị lực, chàng đã giật mình, tái mặt. Vì cựu Kim Sơn là danh từ bí mật chỉ Liên Khu 4, Biết được danh từ này, đối phương không nhiều thì ít đã phang ra hệ thống điệp báo của ông Hoàng ở phía bắc cầu Hiền Lương, ngăn đôi hai miền Nam, Bắc. Chàng gắng đáp bình thản, vâng, cựu Kim Sơn, sau khi về Sài Gòn, tôi được phụ trách hệ thống cựu Kim Sơn, tại sao Trần Hiệp bị bắt? Ông Hoàng cho biết có nội phản, Z309 bị bắn chết trong khi vượt sông Bến Hải cũng vì nội phản. Vâng, điều này làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Z309 là thanh tra công an, có uy tín và thế lực tại Liên Khu 4, lại là người đồng hương và bạn thân của Chủ tịch Ủy ban Hành tránh Liên Khu. Về hoạt động đoàn thể, y đã trèo lên tới cấp tỉnh ủy và Chủ tịch Phân hội Việt Xô hữu Nghị, Hội đoàn kết Á Phi, cách 2 tháng một lần, y được chính quyền khu cử đi thanh tra các đơn vị công an nhân dân đồn trú tại vùng giáp tuyến đêm ấy y dự liên hoan tại trụ sở công an rồi lấy xe đít nói là đi tuần một vòng dọc bờ sông y vẫn đi tuần như vậy là thường đến chỗ hẹn y đậu xe sửa soạn băng qua sông vào giờ ấy nước sông chỉ mấp mé đầu gối y mới xa bờ được ba thước thì bị một chàng tiểu liên quét gục còn vụ cửa tùng vụ này xảy ra đúng một tuần sau khi z309 bị hạ sát trên sông bến hải Z308 là một nhân viên trong đội công an Duyên Hải. Chức vụ chính thức của y rất lợi cho chúng tôi vì y đã cung cấp họa đồ bờ biển Liên khu 4 và nhất là hệ thống phòng vệ Duyên Hải của nhà cầm quyền Bắc Việt. Nhờ Z308, ông Hoàng đã có thể chở người nhái bằng tàu ngầm đến ngoài khơi Sầm Sơn, Du Xuyên, Bến Thủy, Cầu Giác và cửa Tùng, thả họ lên bờ phá hoại. Z308 điện vào cho ông Hoàng, báo cáo là đã bị lộ. Tôi được lệnh đến đón y ngoài khơi cửa tùng trên một tiềm thủy dĩnh xì gà. Theo chương trình, 308 phải trèo thuyền khỏi bãi biển nửa cây số để xuống tàu ngầm. Trời y mãi không thấy tăm hơi, tôi đành bơi xuồng cao su vào bãi cát, rồi lọt vào ổ phục kích vâng. Suýt nữa tôi mất mạng, một toán công an duyên hải đã chờ tôi trong rừng phi lao. Nhờ trời tối, tôi thoát được ra khơi, tuy nhiên một thiếu ý hải quân làm vệ sĩ cho tôi đã bị trọng thương. Z308 bị bắt hay bị giết? Bị giết kỳ quặc thật, theo nguyên tắc nghề nghiệp, phải bắt sống, không bao giờ bắn chết điệp viên của địch. Vì phải bắt sống để khai thác tin tức, đằng này, toàn thể đều bị giết, anh có cho lạ không? Theo tôi, sở dĩ họ bị giết vì đã kháng cự lại quyết liệt. Trần Hiệp lợi dụng một phút lơ đễnh của công an để tự sát. 309 đã bắn vào nhân viên tuần phòng trên bờ bắc Song Bến Hải. 308 cũng vật lộn với công an Duyên Hải gần 10 phút trước khi bị bắt, Chu Nghị từ tốn nâng ly rượu lên môi. Người lạ mặt đứng dậy ra lệnh, tôi đi đây. Anh tiếp tục hỏi về công tác tài chính H4, chiều nay cho tôi biết kết quả, Chu Nghị đưa người lạ mặt ra cửa. Người lạ mặt đi thẳng, thái độ lạnh lung, pha vẻ hợm hĩnh không cáo từ Lê Tùng, cũng như không bắt tay Chu Nghị, chờ Chu Nghị ngồi xuống, Lê Tùng phê bình, anh chàng này phách lối quá. Nếu không nể anh, tôi đã nhổ nước bọt vào mặt hắn, Chu Nghị bột miệng, sao anh dám đả kích đại tá, hắn là đại tá. Đại tá nào, Chu Nghị tái mặt, lẽ ra tôi không được quyền tiết lộ. Tuy nhiên, tôi không nói thì trước sau anh cũng biết. Đó là đại tá Tú, phụ tá cho Bùi Vinh, đã hoạt động tại Bắc Việt, anh phải biết Bùi Vinh. Vâng, Bùi Vinh là cánh tay phải của Phan Thiện, con hùng sám phản gián ở phía Bắc Vĩ tuyến 17. Tuy đại tá Tú là phụ tá của Bùi Vinh, tôi vẫn không ngửi hắn được. Trong nghề tình báo này, chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào. Và lại, tôi rất ghét những kẻ lên giọng cha chú, tôi, đồng chí. Bất giận làm lành, mấy ngày nữa, anh sẽ khỏi phải thấy mặt tôi và mặt đại tá Tú. Với 10 triệu bạc, anh tha hồ tiêu xài, nhìn đồng hồ, chu nghị giật mình, chết rồi. Đã 12 giờ trưa, chúng ta chỉ còn một giờ nữa thôi. Phiền Anh nói về tổ chức H4 Lê Tùng nói, sở H4 trong tổng nha mật vụ chuyên về tài chính. Đúng ra, nó là H4869, và chia làm 4 ban, ban H4, ban H8, và ban H69. Ban H69 phụ trách quản trị và kinh tài, ban H8 phụ trách nghiên cứu kỹ thuật. Còn ban H4 do tôi điều khiển, phụ trách chuyển ngân cho nhân viên ở hải ngoại, anh được cử làm trưởng ban H4 khi nào, ngay sau khi Trần Hiệp thiệt mạng tại bờ sông Bến Hải, tôi bị Văn Bình, đại diện ông hoàng, khiển trách nặng nề. Tôi bị mất chức R ER và giáng xuống làm trưởng ban H4. Ban này gồm toàn nhân viên già, sắp đến tuổi hưu trí và một số phụ nữ trông coi sổ sách, nó được liệt vào hạng tối mật không? Trên nguyên tắc, mọi cơ quan trong Tổng nha mật vụ đều được coi là bí mật. Ban H4 không có gì là bí mật cả, tại sao trong văn phòng có đến 6 cái tủ sắt lớn? Để chứa hồ sơ chuyển ngân, thể thức gửi tiền ra sao? Như anh đã biết, ông Hoàng có nhiều nhân viên giải rác trên khắp thế giới, đặc biệt tại Đông Nam Á. Số tiền hàng tháng gửi ra ngoại quốc lên tới hàng trăm triệu bạc Việt Nam. Thường thường, chúng tôi dùng đô la Mỹ làm bản vị. Tiền lương cho nhân viên ẩn tế đều được trả bằng Mỹ Kim. Ông Hoàng có chương mục tại hầu hết các ngân hàng ở Sài Gòn, thường là ngân hàng do người ngoại quốc điều khiển. Vì vậy, chúng tôi không giao dịch với nhà băng Việt Nam như Công Thương Ngân hàng, Việt Nam Thương tín, vân vân, sợ nghiệp vụ tình báo bị bại lộ. Mặt khác khi cần chuyển tiền, chúng tôi giao dịch với các ngân hàng nhỏ, chẳng hạn chi nhánh của Ngân hàng Vọng Các và Ngân hàng Đông Kinh tại Sài Gòn, ai ra lệnh chuyển ngân? Về lương tháng hoặc công tác phí của các chú sứ ở hải ngoại, thì ban H69 phụ trách quản trị và kinh tài quyết định. Còn những món tiền đặc biệt phải do văn phòng riêng của ông Hoàng ra lệnh. Trên nguyên tắc cô Nguyên Hương, bí thư của ông Hoàng, gửi công văn xuống ban H69 và ban này ra lệnh cho tôi làm chi phiếu. Tôi đích thân liên lạc với sở hối đoái. Theo lệnh của Phủ Thủ tướng, tất cả những nghiệp vụ chuyển ngân do tôi yêu cầu đều được thực hiện ngay không cần điều tra. Chẳng hạn, H-69 yêu cầu tôi gửi 10.000 đô la qua vọng các, tôi liền nhờ ngân hàng vọng các ở Sài Gòn làm trung gian, sau khi được sở hối đoái cho phép, cô Huệ Lan giữ phần hành gì trong H-4. Tiếp nhận công văn và sửa soạn chi phiếu, tôi đích thân ký vào chi phiếu và mang ra ngân hàng, chúng ta đang tới điểm quan trọng nhất, anh đích thân ký chi phiếu trả tiền, tất phải biết tên người nhận tiền, phiền anh cho biết những người này là ai tôi chỉ biết phần nào phần nhiều các chi phiếu đều để chống chỗ ghi tên người thụ hưởng chi phiếu được chuyển lên phòng cô nguyễn hương và trên ấy sẽ điền tên người nhận vào anh nói là biết được một số lát nữa xin anh viết lên giấy vâng tuy nhiên tôi sợ anh không sử dụng được vì toàn thể đều là tên giả không sao chúng tôi đã có phương pháp phối kiểm trong thời gian anh tòng sự tại ban H4, anh được lệnh thực hiện mấy vụ chuyển ngân đặc biệt. Ba vụ cả thảy, mỗi vụ cách nhau chừng 4, 5 tuần lễ, và mỗi vụ được gọi bằng tên riêng. Theo thứ tự, đó là vụ Thái Phiên, vụ Phan Đình Phùng và vụ Lê Quý Đôn, chuyển ngân đi đâu, vụ Thái Phiên chuyển ngân qua Vạn Tượng, Phan Đình Phùng qua Hồng Kông, còn Lê Quý Đôn qua Nam Van, gửi cho ai. Việc chuyển ngân được thực hiện theo thể thức như sau: Tiền được chuyển cho tôi, dĩ nhiên tôi đổi tên giả. Tôi thân trinh đến tận nơi, gặp giám đốc ngân hàng và nói là tôi ủy quyền cho một người khác. Khi nào người này mang giấy tờ căn cước đến, thì ngân hàng sẽ cho rút tiền ra. ở vạn tượng, tên giả của anh là gì? ta quốc tịch phi luật tân. Còn người được ủy quyền, Nelo, cũng quốc tịch phi luật tân. Y là nhân viên bí mật của ông hoàng. Tôi không biết tên thật, cũng như tướng mạo của y. Tôi chỉ biết y từ nước ngoài đến vạn tượng bằng thông hành thật, đến nơi, y lại ngân hàng, xuất trình thông hành giả để lãnh tiền, kẻ lãnh tiền ở Hồng Kông và Nam Vang cũng là Nelo hay là người khác. Thú thật với anh, tôi hoàn toàn không biết, việc chuyển tiền ở Hồng Kông và Nam Vang khác hơn, tại đó, tôi đích thân lãnh tiền rồi mướn tủ sắt trong nhà băng, bỏ vào. Nhân viên bí mật của ông Hoàng đến sau, mở tủ sắt ra lấy tiền, theo chỗ tôi biết, muốn thuê tủ sắt trong ngân hàng, phải làm đơn, kẽm chữ ký và ảnh. Về phần anh, không nói làm gì, xong còn người kia. Y phải nộp ảnh cho ngân hàng, và như vậy ta chỉ cần phái người đến ngân hàng là phang ra, sự việc không quá giản dị như anh tưởng. Cả tôi lẫn người ấy đều không nộp ảnh mà chỉ lưu lại mẫu chữ ký và giấy thông hành, kẻ rút tiền tại Hồng Kông là ai. Sam Bái, quốc tịch Cao Minh, tại Nam Vang. Phu Mê, quốc tịch Ai Lao, tại sao không gửi tiền bằng ba ly ngoại giao cho tòa đại sứ hoặc lãnh sự rồi giao cho giám đốc chú sứ thanh toán. Thể thức này rất nguy hiểm. Thứ nhất, ông Hoàng sợ giám đốc chú sứ tại Bạn Tượng, Hồng Kông và Nam Vang bị nhận diện mỗi khi đến lãnh tiền tại ngân hàng. Thứ hai, ông Hoàng không muốn giám đốc chú sứ biết mặt bà truy ra tông tích của nhân viên bí mật thứ ba chúng tôi không có đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự tại Nam Vang thứ tư chúng tôi vừa trả tiền bằng đô la Mỹ vừa bằng kim cương về tiền có thể chuyển ngân được nhưng còn kim cương tôi phải đích thân mang đi anh giấu vào đâu tôi bỏ vào bóc phơi chẳng cần giấu vì lẽ tôi dùng thông hành ngoại giao những món tiền và hạt xoàn ở Vạn Tượng Hồng Kông Nam Vang đã được lấy khỏi ngân hàng chưa tôi không biết vì tôi chỉ đến các nhà băng này một lần mà thôi. Lần sau, nếu cần chuyển ngân, tôi phải qua ngân hàng khác, theo ý anh, Nelo, Sambat, Fume là ba người hay một người, tôi không thể nào biết được. Tuy nhiên, tôi có cảm tưởng đó chỉ là một người, và người này ở trong vùng cộng sản, tôi cũng nghĩ như anh, song tôi không đưa ra được bằng cớ cụ thể nào, nếu tôi không lầm, kẻ nhận tiền và hạt xoàn là một nhân viên cao cấp ở Bắc Việt hoặc Trung Hoa tiền và hạt xoàn được cất trong ngân hàng để khi nào y trốn đi có thể rút ra sử dụng. Toàn thể các cơ quan tình báo trên thế giới đều theo thể thức trả tiền này. Song còn vấn đề thông hành giả, nếu y sinh sống ở Bắc Việt hoặc Trung Hoa, tôi không tin là y dám giữ thông hành giả trong người. Chẳng may bại lộ, y có thể bị tử hình, tôi không hoàn toàn đồng ý với anh. Hầu hết nhân viên của ông Hoàng hoạt động tại phía Bắc Vĩ tuyến 17 đều có ít nhất hai thông hành thông hành thật do nhà chức trách địa phương cấp và thông hành giả do Sài Gòn làm ra. Khi gặp biến, đương sự sẽ dùng thông hành giả để vượt biên giới hoặc rút vào nơi an toàn. Anh đã chuyển ngân bao nhiêu? Qua vạn tượng, 12.000 đô la. Hồng Kông, 15.000 đô la. Nam Vang 18.000 đô la. Tổng cộng 45.000 đô la trong vòng 3 tháng. Anh tới vạn tượng ngày nào? Không nhớ rõ, dường như vào thượng tuần tháng 8, Cố nhớ lại đi, vì chúng tôi cần biết ngày tháng đích xác để phối kiểm lại, Lê Tùng bóc chán suy nghĩ. Một tia sáng lóe ra trong óc, chàng bật lên, nhớ ra rồi. Ngày 14 tháng 8, bằng phi cơ hàng không Việt Nam, ngủ tại khách sạn nào? Viên Villa Y, ở đường Nokeo Tomen, ngày nào đến ngân hàng? Sàng 15, đúng 8 giờ 30, tôi có mặt tại ngân hàng Đông Kinh, Tôi giả làm Mita, nhà báo phi luật tân, còn Nelo. Y đội lốt thương gia, ngày nào anh đến Hồng Kông. Bốn tuần sau, vào ngày 10 tháng 9, ngụ tại lữ quán Vanda, số 3 đường Colic Road, 9 giờ sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng Anh Quốc. Tôi được ông Hoàng cho ở lại Hồng Kông 2 tuần rồi về Sài Gòn, sửa soạn qua Cao Miên. Tôi có mặt ở Nam Vang ngày 4 tháng 10. Chu Nghị đứng dậy cảm ơn anh. Tạm đủ rồi, Lê Tùng hỏi, mấy giờ mai chúng ta gặp nhau? Anh hỏi làm gì, để hú hóa một đêm cho sướng, hừ, chết anh cũng không chừa tật mê gái, đàn bà đối với tôi là món ăn cần thiết. Cũng như mỗi đêm anh phải uống tách cà phê đen, sáng mai tôi dậy chưa được không? Sáng mai, có lẽ tôi không đến, anh còn đợi lệnh Trung ương. Phải, đợi nhân viên ở Trung ương nghiên cứu xong bản khai của anh, và sau đó tôi vù, dĩ nhiên. Nghe anh nói tôi thèm rượu nước miếng, vậy anh móc nối với chú sứ CIA ở đây, kiếm chút tiền còm. Tôi tin rằng ít ra CIA phải trả anh 100 ngàn Mỹ Kim, tôi không ưa những kẻ nói bậy, tính tôi lại khoái nói đùa, chư nghị bước ra phòng ngoài. Hai vệ sĩ đã trực sẵn, hắn rõng rạc các chú trông nom cho ông khách được đầy đủ tiện nghi. Cần gì phải lo liệu ngay, tuy nhiên ông khách không được đi đâu hết, cho phép các chú dùng sung nếu ông khách cứng đầu, Lê Tùng vẫn ngồi điềm nhiên trong ghế, hai chân gác nghênh ngang lên bàn. Chàng không thèm quan tâm đến lời dặn hách dịch của Chu Nghị. Vì chàng đang nghĩ tới đàn bà. Z28 bản án tử hình chương x chương y suệ lan xây sẩm mặt mày sau khi nghe điện thoại. Văn Bình, tổng thanh tra của sở, vừa ra lệnh gọi nàng. Nàng ngồi rất lâu trước máy chữ, chống ngực nàng đập thình thịch, từ ngày làm việc tại ban tài chính H4, chưa bao giờ nàng được gọi lên tầng lầu của ban thanh tra. Ban này có trách nhiệm thanh sát và kiểm tra nhân viên của sở ở trong và ngoài nước. Nàng được nghe nhiều tin đồn về văn bình, chàng rất lịch thiệp với phụ nữ, tuy nhiên nhiều khi đã tỏ ra cứng rắn, vô cùng cứng rắn. Các nữ đồng nghiệp trong ban biệt vụ thuật lại nhiều khi văn bình xả sung bắn vào phụ nữ hoặc bóc nát cuống họng những người đàn bà yếu đuối. Văn Bình gọi nàng lên văn phòng làm gì? Dĩ nhiên, không phải để nhìn nàng bằng cặp mắt đắm đuối. Và lại, bộ ngực phẳng lì và tấm thân gầy gò của nàng khó thể mê hoặc một người đàn ông kinh nghiệm và chiến thắng về sắc đẹp như Văn Bình. Chỉ có một lý do, Lê Tùng. Trước ngày từ giã Sài Gòn, chàng đã gặp nàng và hai người đã tâm sự với nhau trong nụ cười và nước mắt. Lê Tùng đã tiết lộ một bí mật quan trọng, sự giàn xếp kiên nhẫn và khôn ngoan của ông Hoàng. Sống để dạ, chết đem đi, nàng không thể nói lại với Văn Bình, dầu bị ham dọa. Căn phòng rộng rãi của ông Tổng Thanh Cha làm nàng rợn người. Tâm trí nàng bấn loạn đến nỗi nàng không để ý tới bức tranh thiếu phụ khỏa thân khêu gợi treo trên tường, sau bàn giấy. Văn Bình ngẩng đầu lên khi Huệ Lan bước vào. Mặt chàng nghiêm nghị như ông giáo sửa soạn phạt cậu học trò nghịch ngợm trong lớp nụ cười đang nở trên đôi môi cong cớn của quỳnh bích nữ bí thư của văn bình bỗng tắt ngúm chàng nói giọng cộc lốc mời cô huệ lan ngồi nàng đáp lý nhí chào ông lệ thường nàng vẫn chào văn bình bằng anh trừ ông tổng giám đốc già lụ khụ được gọi là ông toàn thể nhân viên đều dùng tiếng anh thân mật như không quan tâm đến cách xưng hô của nàng văn bình hỏi cô đối với lê tùng thế nào nàng đáp giọng nhát gừng thưa khá thân. Tuần trước, cô gặp Lê Tùng mấy lần. Huệ Lan khám phá ra thủ đoạn của Văn Bình. Chàng đang tìm cách bắt nọn nàng. Nàng bèn đáp một lần. Cô nhớ lại xem, tôi nhớ kỹ lắm. Hừ, cô nói không đúng sự thật. Mặt Huệ Lan đỏ bừng, tôi cương quyết phản đối lối buộc tội này. Và lại, tôi gặp Lê Tùng mấy lần là chuyện riêng của tôi, chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân, không can dự đến sở, và chức vụ của tôi trong ban tài chánh, không, cô lầm rồi. Làm nghề này, người ta không còn phân biệt giữa chuyện riêng với chuyện chung nữa. Nhân viên trong ban biệt vụ cũng là phụ nữ như cô, song mọi chi tiết về đời sống tình cảm phải được báo cáo lên cấp trên. Họ đi coi cine hoặc hẹn hò với ý chung nhân, phải bỏ trong sắc một cái chuông vô tuyến. Khi nào tổng hành doanh kêu họ, chuông sẽ kêu reng reng. Đã nhiều lần chuông reo ban đêm, vào lúc 2, 3 giờ sáng, hạnh phúc của họ bị quấy phá mà họ không dám phiền trách vì đó là một phần của nếp sống tình báo tôi là nhân viên văn phòng không phải cán bộ biệt vụ thuộc về hành động cô quên giấy cam kết rồi sao nếu cô quên tôi sẽ đọc cô nghe tôi cam đoan bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp cho sở mọi chi tiết liên quan đến đời tư của tôi vì đời tư của nhân viên tình báo luôn luôn dính liền với sự an toàn của tổ chức huệ lan im lặng nàng đã ký tên vào tờ cam kết và đã đưa bàn tay lên tuyên thệ biết nàng chịu thua văn bình hỏi tiếp cô gặp lê tùng bao nhiêu lần ba ở đâu một lần chúng tôi rủ nhau đi ăn trong chợ lớn tiệm nào a à, căng treo tối thứ bảy tuần trước ai trả tiền lê tùng lần thứ nhì ở đâu lê tùng dẫn tôi qua cầu tân thuận hóng mát chiều thứ ba sau đó đi ăn và về mỹ phụng nhảy đến đêm cũng lê tùng trả tiền vâng rồi sao nữa lần thứ ba anh ấy đến nhà tôi ở thị nghè lê tùng nói những gì với cô mặt huệ lan lại đỏ bừng nhưng không vì giận dữ mà vì thẹn thò giọng văn bình chuyển sang ôn tồn tôi không tò mò tìm hiểu những lời tâm sự giữa cô và lê tùng tôi chỉ muốn biết những lời của lê tùng liên quan đến công việc và chương trình tương lai mà thôi Gò má của nàng mỗi lúc một đỏ thêm, chúng tôi đã bàn về hôn nhân. Bao giờ làm lễ, chưa định, vì còn một vài trở ngại. Lê Tùng sắp đi làm ở đâu? Huệ Lan nói dối chợ lớn. Một hãng buôn tư, lương tháng bao nhiêu? Trên 10 ngàn, 10 ngàn chưa đủ trả tiền rượu. Một chai ba ca đi ở đây gần ngàn đồng. Mỗi ngày Lê Tùng uống hết một chai. Vị chi mỗi tháng riêng tiền rượu mất 30 ngàn. Đó mới là rượu rom còn huyết thuốc lá, thuốc viện và tiền chơi bời nữa. Tôi muốn hỏi cô, Lê Tùng lấy tiền ở đâu? Đang đỏ hồng, da mặt Huệ Lan trở nên xanh tái. Nàng nói, giọng mất hẳn bình tĩnh, tôi không biết, Văn Bình gay gắt là nhân viên tình báo, cô phải biết. Trừ phi, thưa ông, bao giờ tôi cũng trung thành với sở. Cảm ơn cô, nhân danh ông Hoàng, tôi báo cô biết là Lê Tùng đã biệt tích. Sau khi Lê Tùng được phóng thích, nhân viên công an được lệnh theo dõi ngày đêm. Lê Tùng cũng được lệnh tới trình diện hai ngày một lần tại Bắc Quận Nhì. Anh ta không ở Trần Hưng Đạo nữa, và đã vắng mặt trong hai buổi trình diện. Theo chỗ tôi biết, dường như Lê Tùng đã xuất ngoại. Nghe Văn Bình nói, nàng dối như tơ vò. Lê Tùng nói là ông Hoàng ra lệnh cho chàng. Văn Bình lại nói là Lê Tùng có hành động mờ ám. Nàng sinh ra ngờ vực tất cả. Tốt hơn là giữ thái độ im lặng, Văn Bình dàn giọng, "Tôi cho cô 24 giờ để suy nghĩ. Nếu Lê Tùng đã có cử chỉ hoặc ngôn ngữ nào khả nghi trong thời gian qua, cô hãy báo cáo lại cho tôi. Trong trường hợp cô cố tình che chở cho Lê Tùng trường hợp mà tôi hy vọng không xảy ra bất đắc dĩ sở phải có hành động kỷ luật với cô." Như người bị xâm, Huệ Lan loạn trạng ra ngoài, nàng giận sôi lên khi thấy Văn Bình thản nhiên ngồi xuống ghế châm thuốc hút và nhìn nàng bằng cặp mắt tàn nhẫn. Song muôn ngàn đom đóm đã bay tung tóe trước mặt nàng. Nàng gắng gượng mở cửa, niềm căm vẫn tột độ dâng lên trong lòng đã giúp nàng sức khỏe để khỏi té xỉu. Nàng phải đứng vững để cứu Lê Tùng, người đàn ông nàng yêu tha thiết và nguyện lấy làm chồng. Sao 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 một tiếng động làm Lê Tùng tỉnh dậy. Đêm qua, cửa phòng đóng kín từ 10 giờ mà đến gần sáng hai người mới chịu ngủ. 6 giờ đồng hồ thần tiên vụt qua rất nhanh, Lê Tùng tưởng có 6 phút, Cẩm Phương mệt nhoài, quay mặt vào tường, và trong trước mắt giấc ngủ đã tới với nàng. Toàn thân Lê Tùng cũng đau nhừ, tuy nhiên cơn đau không làm chàng nhức nhối. Trái lại, chàng cảm thấy một hơi nóng bừng lên trong các thớ thịt, khiến lục phủ ngũ tạng của chàng đê mê. Cẩm Phương vẫn ngủ say, tấm chăn mỏng bằng gấm ngũ sắc đã tuột ra khỏi người nàng làn da trắng hồng hiện ra lồ lộ dưới ánh nắng xuyên qua khe cửa lá sách bảo phòng. Trên người nàng, Lê Tùng không tìm ra một cái thẹo, một vết răn và một chỗ mỡ thừa. Tấm thân cân đối tuyệt diệu của nàng là kết quả của nhiều năm tập luyện thẩm mỹ đúng phương pháp. Từ 10 năm nay, đêm nào nàng cũng bơi 2 giờ. Lợi dụng trời tối, nàng không mặc gì hết. Theo lời nàng, đó không phải là thủ đoạn gợi tình đàn ông vì lẽ ban đêm bãi cát vắng tanh mà là một phương pháp thiên nhiên làm máu huyết lưu thông dễ dàng trong người, nhất là ở ngực và mông, những bộ phận cần nảy nở đúng kích thước. Cánh cửa kẹt mở, một tên vệ sĩ ló đầu vào, thấy cẩm phượng nằm khỏa thân trên giường, hắn chắt lưỡi. Lê Tùng nghiêm giọng gì thế? Hắn nhăn mặt gần ăn cơm chưa rồi mà còn ngủ ư. Đêm qua, thức khuya quá, chỗ thân tình nói cho anh biết, không ai ăn đứt được cẩm phượng đâu trừ tôi, đừng phách lối, một người Mỹ nặng 100 ký, bắp thịt to như cột nhà, cũng phách lối như anh. Nhưng chỉ ở đây một tuần là bò lê, bò càng, và xin hàng vô điều kiện. Ha, ha, anh hỏi dùng cẩm phượng xem ai thua. Tên vệ sĩ chìa cho chàng tờ báo, được, chuyện này sẽ xét sau. Mời anh đọc báo, trong đó có bài nói về anh. Lát nữa, ông Chu nghĩ tới, anh dậy sửa soạn thì vừa. Tên vệ sĩ tiến lại, vỗ bành bạch vào mông cẩm phượng. Nàng cao nhau, mặt vẫn ngoảnh vào tường, im đi cho người ta ngủ. Dậy đi bà, mở mắt ra thấy tên vệ sĩ, nàng hốt hoảng kéo mền lên che thân thể lõa lồ, ai cho phép anh vào. Ông Chu Nghị, đi ra ngay, không ai thèm nhìn đâu, đẹp tốt gì mà nhìn, cẩm phượng quốc mắt kệ tôi, tôi ghét bọn chó săn như anh, à cô dám gọi tôi là chó săn hạng người như anh còn thua chó săn một bực, nào, có ra không? Tên vệ sĩ nguê nguẩy, không ra, cô làm gì? Cẩm phượng nhìn Lê Tùng, cầu cứu, chàng bước xuống giường, giọng đàn anh, chú khép dùng cánh cửa. Và trước khi ra, phiền chú xin lỗi cô Phượng, anh đừng cậy giỏi võ mà ăn hiếp tôi, tại sao anh lại bắt nạt cô Phượng, chẳng nói, chẳng rằng, tên vệ sĩ lùi lũi ra ngoài. Cẩm Phượng phá lên cười khanh khách, khoái quá lê tùng hỏi dò nàng em không sợ hắn trình với chu nghị ư chu nghị cũng chẳng làm gì nổi em em là nhân viên nữ đoàn của bộ ngoại giao a à, cũng giống như ban biệt vụ của ông hoàng phải đấy anh hỏi tò mò em tha lỗi em có cảm giác nào khi phải ôm ấp người đàn ông mà em không yêu ồ quan niệm của anh cổ xưa như thuyết khổng tử việc đó đối với em là thường người lính đánh trận bằng súng còn em đánh trận bằng xác thịt nghĩa là em không yêu ai không đúng hồi đi học em yêu sai đắm một sinh viên trường bách khoa chúng em không lấy được nhau vì em là đoàn viên thanh niên lao động còn anh ấy thuộc thành phần địa chủ cha mẹ bị đấu tố thú thật với anh em tin chủ nghĩa marxist một cách triệt để song em không thể chọn lựa người yêu theo biện chứng pháp được bây giờ người ấy ở đâu ở dưới đất chết rồi vâng không lấy được em anh ấy uống thuốc độc tự vận em định vào tu viện, xong việc quy y không thích hợp với chủ nghĩa Marxist nên gia nhập ngành phản gián, dùng sắc đẹp thể sắc của em để giết đàn ông. Em giết bao nhiêu người rồi? Nhiều, không ai sống nổi với em nửa tháng. Anh yên tâm, em không hại anh đâu. Y sĩ chuyên môn đã khám nghiệm em tại mạc tư khoa và coi em là một kỳ quan về y học. Tạo hóa phú cho em cái tài giết đàn ông khỏi cần súng đạn. Em bao nhiêu tuổi? 25 vòng ngực 98 phân, không thua các cô đào chiếu bóng nguyên tử ở Hồ Ly Vọng. Mông cũng 98, bụng 59, cao một thước 67, đi giày vào là một thước 78, chưa kể tóc bồng lên thành một thước 85. Cẩm phượng tung mền, nhảy xuống giường, và cứ thế thản nhiên vào buồng tắm. Nàng mở nước lạnh ồ ồ và nghêu ngao một bài hát dâm giặc. Lê Tùng đốt thuốc lá, bắt chân chữ ngũ đọc báo một tin ở cuối trang nhất làm chàng chú ý. Nội dung như sau, cựu nhân viên tình báo Nam Việt bỏ trốn. Nguồn tin của hãng thông tấn Reuters cho biết một cựu nhân viên tình báo quan trọng Nam Việt vừa biệt tích. Nhân viên này là Lê Tùng, từng giữ một chức vụ cao cấp trong ban hành động hải ngoại. Đương sự vừa mãn hạn tù 6 tháng về tội lường gạt và hành hung nhân viên công lực. Được hỏi về vụ này, phát ngôn nhân của Phủ Thủ tướng Sài Gòn từ chối không tuyên bố trước sự khẩn khoản của các ký giả, ông chỉ nói vắn tắt, tôi không biết. người ta nhận thấy nhà cầm quyền ở Sài Gòn bối rối sau khi Lê Tùng biệt tích. một nguồn tin riêng cho biết Lê Tùng dường như đã rời Nam Việt. sự đào tẩu này, nếu đúng, sẽ là một thiệt hại lớn cho các cơ quan tình báo ở phía Nam vị tuyến 17. Lê Tùng buông tờ báo xuống đất, vẻ mặt mơ màng. trước khi ấy, Chu Nghị xô cửa vào, lệ thường, hắn không bao giờ vào phòng chàng thấy chàng bâng khuâng hắn cất tiếng anh đọc báo chưa lê tùng thở dài rồi anh nghĩ sao chiều nay tôi đi thụy sĩ thụy sĩ anh ngây thơ quá ra đến phi trường cai tắc người ta sẽ chặn anh lại tôi tin là ông hoàng đã liên lạc với phản gián anh ở hồng kông anh có cách nào giúp tôi không tôi rất sẵn sàng nhưng vì anh từ chối nên tôi chưa nghĩ ra cách khác anh muốn đưa tôi sang bên kia bức màn sắt ư Tôi không bằng lòng khi nghe anh gọi các quốc gia xã hội chủ nghĩa là bên kia bức màn sắt. Ồ, đó là một danh từ thông dụng từ lâu rồi. Sở dĩ tôi không muốn, vì anh còn lạ gì, các nhân viên phản gián Bắc Việt sẽ tìm kế hại tôi. Người ta chỉ hại anh khi anh còn điều khiển tổ chức gián điệp ở phía Bắc Vĩ tuyến 17. Ngay cả trong thời gian ấy người ta cũng chỉ hại anh khi anh khước từ hợp tác. Huống hồ bây giờ hại anh làm gì vì anh đã biến thành kẻ thù của ông Hoàng. Anh bằng lòng không, và lại, anh không còn lối thoát nào nữa. Công an và phản gián các nước phương Tây sẽ bắt anh, giải về Sài Gòn. Tôi đã liên lạc với Hà Nội, họ sẵn sàng cho anh ẩn náu một thời gian. Sau đó, anh muốn đi đâu, tùy ý. Tôi bằng lòng với một điều kiện, Chu Nghị rút thuốc lá hút, tôi xin nghe. Lê Tùng nói, điều kiện rất dễ, phiền anh chuyển số tiền 6 triệu rưỡi còn lại qua Thụy Sĩ trước khi tôi lên đường đi Hà Nội. Được, nội ngày nay, anh sẽ biết tin. Cẩm Phượng mặc xong quần áo rún rẩy bước ra, Chu Nghị nhăn mặt, trông cô mỗi ngày một đẹp thêm, khiến tôi rượu nước miếng. Cẩm Phượng thỏ thẻ, mời anh tự nhiên. Chu Nghị xua tay, nói thế, chứ tôi không dám. Lê Tùng buộc thắt lưng kimono, tôi đi chơi với Cẩm Phượng được không? Chu Nghị mỉm cười, ban ngày không nên lộ mặt ra ngoài. Còn ban đêm tha hồ, tôi không giữ. Tại sao hôm qua anh cấm đoán? Hôm qua khác, chẳng giấu gì anh, tôi sợ anh đổi ý kiến. Nhưng từ phút này trở đi, tôi biết anh không thể đổi ý kiến nữa. Anh gớm thật, cũng chưa giỏi bằng anh. Anh là người đàn ông thứ nhất khuất phục được cô Phượng. Cẩm Phượng phá lên cười. Lê Tùng hỏi, bao giờ tôi đi? Chu Nghị đáp, hy vọng đêm nay bằng tàu ngầm, không, chúng mình vượt biên giới, vào lục địa Trung Hoa. Từ đó, đắp phi cơ Hà Nội về Hà Nội. Thôi chào anh, chúc anh vui thật nhiều với người đẹp. Cẩm phượng nắm tay Lê Tùng kéo sát vào người. Thường tình, đàn ông xúi dục đàn bà, nhưng lần này Cẩm Phượng lại giữ vai trò chủ động. Chu Nghị nện dày lộp cộp ra hành lang, Cẩm Phượng lim dim cặp mắt, chìa miệng cho Lê Tùng, hôn em đi anh. Đêm nay, chúng mình xa nhau rồi. Sao 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 Lê Tùng đã sống một thời gian dài ở Hà Nội sau hiệp định dơ neo để chỉ huy tổ chức tình báo của ông Hoàng, nên đã quen với những cột cờ cao chót vót, những loa phóng thanh ong ỏng suốt ngày đêm, và những chân dung lãnh tụ to bằng cái chiếu đứng cao nhìn xuống đoàn người phục sức ảm đạm, nhễ nhại bồ hôi, bước rảo trên hè phố như bị ma đuổi. Tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ nhen nhúm trong lòng chàng. Có lẽ đây là lần thứ nhất chàng đến Hà Nội bằng cửa trước bằng trường bay Gia Lâm trên phi cơ vận tải Hi Út Xin 17. Phi cơ này chở được 66 hành khách, song Lê Tùng chỉ là hành khách duy nhất giữa một toán vệ sĩ lầm lì, đeo súng tiểu liên. Xuất chuyến bay từ lục địa Trung Hoa về Hà Nội, Chu Nghị không nói nửa lời. Lê Tùng dựa lưng vào vách phi cơ cố ngủ. Chàng cần ngủ để lấy sức đối phó với cuộc thẩm vấn dài dòng và phiền toái của nhân viên phản gián cộng sản một chiếc ZIL đồ sộ đón chàng tại phi cảng. Chàng Ninh Ninh được đưa về trung tâm thành phố, tiếp xúc với các thủ lãnh phản gián. Song tài xế lại phóng xe theo những con đường vắng tanh, thẳng vào Hà Đông. Gần đến thị trấn Hà Đông, chiếc xe ZIL rẽ vào một khu trại rộng bát ngát. Một thiếu phụ khá đẹp lại đàn bà, mở cửa xe, mời Lê Tùng xuống, rồi thân mật cầm tay chàng dẫn vào phòng khách, trang trí theo kiểu xưa thiếu phụ lách sang bên, nhường lối cho chàng bước vào phòng ngủ, một căn phòng đỏm đáng, đủ tiện nghi tân tiến, từ cái giường thấp lẻ tè, trải ga trắng muốt đến cái quạt trần Marelli chạy êm du, và buồng tắm thơm mùi nước hoa phụ nữ. Thiếu phụ kéo ghế cho chàng ngồi, rồi nói chắc anh mệt lắm. Em được cấp trên cử ra săn sóc cho anh, mời anh ngồi nghỉ một lát rồi tắm. Tên em là Nhung, Huyền Nhung, tắm nước thật nóng sẽ khỏe lại ngay em sẽ đấm bóc cho anh tuy mệt nhoài lê tùng bỗng thấy tâm thần phấn khởi chàng quan sát thiếu phụ từ đầu xuống chân nàng không thua cẩm phượng ở hồng kông là bao da nàng không trắng bằng nhưng màu da hồng hồng dám nắng rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh cặp mắt rộng mái tóc cắt ngắn đôi chân dài và bộ ngực rắn chắc nàng mặc một cái áo choàng xanh nhạt may khít trông giống như diều dưỡng viên ở bệnh viện tây phương không đợi chàng trả lời, nàng bước thoăn thoát vào buồng tắm, vạn nước ồ ồ. Năm phút sau, nàng trở ra, giọng âu yếm, mời anh cởi quần áo. Lì lợm như lê tùng mà cũng thẹn chín cả người. Chàng không ngờ cuộc phiêu lưu nguy hiểm này lại được tô điểm bằng những phút thần tiên với đàn bà đẹp. Bất giác, chẳng nghĩ đến văn bình. Vai trò của chàng sẽ làm văn bình, anh chàng đa tình nhất sở mật vụ, thèm rượu nước miếng. Lê Tùng đưa sơ mi cho Huyền Nhung treo lên mắt, ngón tay chàng trở nên lóng cóng khi đụng vào khuy quần. Chàng không còn là cậu thiếu niên mới giáp mặt đàn bà lần đầu. Huyền Nhung cũng không còn là trinh nữ để chàng tần ngần, xấu hổ. Có lẽ chàng rụt rè vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Trong thời gian hoạt động ở phía Bắc Vĩ tuyến 17, Lê Tùng đã nghe nói nhiều về trung tâm chiêu đại mê, dành riêng cho nhân viên tình báo Tây Phương bị bắt muốn hợp tác song chàng không ngờ món hàng phụ nữ lại đầy đủ và ngon lành đến thế. Huyền Nhung nhanh nhẹn rút dây lưng của chàng, giọng nhí nhảnh như cô gái đôi tám, ồ, thay quần áo để tắm mà cũng ngượng ngập. Để em cởi dùm cho, Lê Tùng chắc lưỡi, chuyện, xấu hổ là đúng, nếu cô làm gương trước, tôi sẽ cởi hết trong vòng một phút đồng hồ. Huyền Nhung phá lên cười, trời đất ơi, tưởng gì, chứ khoảng ấy thì dễ dàng quá và lại, em sẽ cởi sau anh, và cởi nhanh hơn anh nhiều. Đây này, anh mất một phút, nghĩa là 60 giây, em nghĩ cần một giây, đúng một giây, không hơn không kém. Xong trong thời đại nguyên tử, chậm chạp như anh thì chóng mất mạng. Phật một tiếng, cái áo choàng bó người màu xanh được rút ra khỏi thân thể nàng, rơi xuống đất. Lê Tùng chố mắt, đứng sững. Hồi nãy, chàng đã đoán lầm. Khỏa thân, nàng gợi cảm hơn cẩm phượng nhiều những đường cong núi lửa của nàng đều thật trăm phần trăm chàng buột miệng thân hình cô đẹp quá huyền nhung ưỡn ngực cho chàng ngắm tại sao lại gọi em là cô ừ thì gọi là em em cũng chưa được vậy muốn gọi bằng gì bằng mình mình làm anh phát điên anh còn đợi gì mà chưa ôm em huyền nhung ôm cứng lê tùng cố tình cọ sát bộ ngực vĩ đại vào má chàng rồi ngửa mặt chờ hôn dĩ nhiên lê tùng không rụt rè như trước nữa chàng dìu nàng xuống cái bàn dài, xong nàng gỡ ra, giọng trách móc, thong thả. Hồi nhỏ, trước khi ăn, mẹ em thường bắt em rửa giấy sạch sẽ. Em không thích bẩn thỉu và lại, ngoài kia có phòng riêng thú vị hơn. Anh háo ăn lắm, tính anh lại nóng như lửa. Tượng đá thấy em cũng bùn rùn huống hồ người trần mắt thịt như anh. Em sẵn sàng chiều anh, anh đòi hỏi khi nào cũng được. Sáng, trưa, chiều, đêm, bất cứ lúc nào, tuy nhiên, tuy nhiên anh phải ngoan ngoãn đối với thượng cấp của em anh thông minh ghê em ghét thậm tệ đàn ông đần độn thiện trí là điều kiện duy nhất để em hiến thân cho anh nói cho cùng thượng cấp của em cũng là thượng cấp của anh thượng cấp của chúng mình còn quên một điều quan trọng ái tình không giống khẩu súng nạp đạn là bắn ái tình phải đi đối với sự cảm thông của tâm hồn trước khi dẫn tới sự cảm thông của xác thịt anh không thích ái tình cò măng nếu không thích anh còn nài ép em làm gì thôi để em mặc áo lê tùng cứng họng huyền nhung tỏ ra cao tay hơn chàng nàng đã đọc rõ tâm trạng chàng như tấm hình trên màn ảnh tuy biết nàng yêu đương theo lệnh trên chàng vẫn say mê huyền nhung ngoạm má chàng giọng ọng ẹo chịu thua chưa đại tá sắp đến rồi sửa soạn nhanh kẻo không kịp lê tùng giả vờ nhìn nàng sửng sốt đại tá bùi vinh phải xong việc anh tha hồ hú hí, Bùi Vinh đến chạy vào lúc 9 giờ tối, Lê Tùng không lạ gì hắn, song đây là lần đầu gặp gỡ bằng xương bằng thịt. Trong quá khứ, chàng chỉ biết hắn trên ảnh, trước ngày từ dã Sài Gòn, chàng đã được Văn Bình nói rõ về Bùi Vinh và Phan Thiện. Đại tá Bùi Vinh là cánh tay phải của Phan Thiện, trùm phản gián Bắc Việt. Ông Hoàng đã có hàng chục tấm hình của Bùi Vinh, nằm, ngồi, đứng, mặc đồ tắm trên bãi biển trưng diện dạ phục trong một đại lữ quán ở Hà Nội. Song trong hình, Bùi Vinh hoàn toàn khác ở ngoài. Trong hình, hắn có khuôn mặt xương sẩu, thân hình cao gầy và nụ cười nghiêm nghị. Trên thực tế, hắn cao lêu nghêu nhưng đôi má lại phúng phính bánh đúc, miệng cười thâm hiểm hơn là nghiêm nghị. Nhìn hắn, Lê Tùng giật mình, có lẽ bộ ảnh trong hồ sơ của ông Hoàng được chụp từ lâu. Như vậy, có thể ông Hoàng lầm lẫn. Trong nghề điệp báo, sai một ly, đi một dậm. Đột nhiên, chàng lo ngay ngáy và bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ kế hoạch của ông Hoàng. Kế hoạch lạ lùng này được mệnh danh là Hào Quang. Đứng trước Hào Quang, con người thường quáng mắt. Ông Hoàng bố trí khổ nhục kế để Lê Tùng rơi vào cạm bẫy của đối phương ở Sài Gòn. Lê Tùng sẽ biến thành một vùng Hào Quang làm các yếu nhân điệp báo Hà Nội quáng mất rồi thanh trừng lẫn nhau con người nguy hiểm nhất mà ông hoàng muốn loại trừ trước tiên là phan thiện đối diện bùi vinh lê tùng nhớ lại rõ mồn một những dòng chữ đánh máy li ti trong hồ sơ hào quang mà ông hoàng cho chàng đọc trước khi cất kỹ vào tủ sắt kiên cố chấm 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 một trong những cấm kỵ trong nghề điệp báo là cạnh tranh nội bộ sự ganh ghét giữa các nhân viên tình báo chuyên nghiệp do Đô Đốc Canaris chỉ huy với nhân viên tình báo của Đảng Quốc xã dưới quyền Himmler trong đại chiến thứ hai đã làm nhiều hoạt động ở hải ngoại bị tê liệt trầm trọng. Tình trạng này đang xảy ra trong guồng máy phản gián ở Bắc Việt. Căn cứ vào tài liệu xác thật được phối kiểm chu đáo, guồng máy này được coi là khá đắc lực. Giám đốc phản gián là Phan Thiện, hắn chỉ huy một hệ thống phản gián đại quy mô từ bờ Bắc Vĩ tuyến 17 đến biên giới Hoa Việt. Hắn còn đặt anten tại nhiều thủ phủ trên thế giới, nhất là trong vùng Đông Nam Á. Phan Thiện là cán bộ phản gián chuyên nghiệp, xuất thân từ cơ quan an ninh liên bang SRT Federal và phòng sử học Bureau Historic, cơ quan phản gián của Pháp ở Đông Dương sau Thế chiến thứ hai. Chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ tháng 12 năm 1946, Phan Thiện đã có liên lạc mật thiết với các yếu nhân điệp báo Lê Giản và Phan Trọng Tuệ, xong được ủy nhiệm ở lại Hà Nội, tiếp tục phục vụ trong cơ quan an ninh của Pháp. Nhờ sự cộng tác hữu hiệu và trung thành của Phan Thiện, các cơ sở nội thành của Việt Minh được bảo vệ kiên cố. Cho đến gần Hiệp định Dơ Neo năm 1954, vai trò nhị trùng nguy hiểm của Phan Thiện mới bị bại lộ. Hắn trốn lên Việt Bắc, làm cố vấn cho Trần Quốc Hoàn, sau này làm bộ trưởng công an. Hắn được đưa đi mạc tư khoa dự lớp huấn luyện cao cấp. Và sau 2 năm ở Nga Xô, Phan Thiện đã tốt nghiệp những trường đại học điệp báo sau đây, trường gián điệp ẩn tế, một trường phá hoại, hai trường gián điệp phi ly, 3. Sau đó, Phan Thiện trở về Bắc Kinh học 6 tháng trong trường kỹ thuật phản gián cao cấp ở ngoại ô Thượng Hải. Năm 1957, hắn về nước và được cử làm giám đốc phản gián. Trên thực tế, Phan Thiện không mang chức vụ giám đốc và sở phản gián cũng không có tên chính thức. Các hoạt động phản gián được giấu trong vụ lễ tân, trực thuộc phủ thủ tướng và Phan Thiện chỉ giữ một chức vụ tầm thường là phó vụ trưởng lễ tân. Tuy vậy, quyền hành của Phan Thiện rất lớn. Sự hồi hương của hắn đã đặt các cơ sở điệp báo của ta vào tình trạng bế tắc. Năm 1960, Phan Thiện được đưa vào Ủy ban Trung ương Đảng làm Ủy viên dự khuyết cùng với Nguyễn Hữu Khiếu cựu giám đốc công an liên khu 4 trong thời gian kháng chiến. Năm 1962, Bùi Vinh được biệt phái từ Bộ Tổng Tư lệnh qua vụ lễ tân, làm phụ tá cho Phan Thiện. Ngược với Phan Thiện, một chuyên viên điệp báo thuần túy, xuất thân từ thành phần tiểu tư sản thành thị, hắn đã đậu tú tài pháp, ban toán, cha hắn là tham tá phủ toàn quyền, ông nội hắn là quan lại Nam Triều, đại tá Bùi Vinh lại thuộc giai cấp vô sản hoàn toàn. Bùi Vinh gia nhập vệ quốc đoàn trước ngày kháng chiến bùng nổ. Sinh quán hắn ở Quảng Bình, đồng hương với ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Nguyễn Hữu Khiếu, cha mẹ là nông dân nghèo, hồi nhỏ phải chăn trâu. Sau khi gia nhập bộ đội, Bùi Vinh mới được học hành. Tư chất thông minh khác thường, sau 2 năm từ mù chữ hắn đã tốt nghiệp bằng tiểu học. 2 năm sau, hắn tốt nghiệp trung học. Năm 1946, hắn chỉ là binh nhì Năm 1948, hắn vọt lên thiếu ý trong trận đánh ở Liên Khu 5. Năm 1950, dự chiến tại Cao Bác Lạng, Bùi Vinh đã đeo lon đại úy. Năm 1954, hắn chỉ huy một tiểu đoàn quyết tử ở thung lũng lòng chảo Điện Biên. Tiểu đoàn của hắn thiệt mạng 9 phần 10 xong đã hoàn thành nhiệm vụ. Và hắn được vinh thăng thiếu tá thiệt thụ. Nhờ thành phần giai cấp, hắn thăng cấp rất nhanh. Năm 1961, hắn lên đại tá một nguồn tin đáng tin cậy cho biết hắn được bộ quốc phòng đề nghị với phủ chủ tịch lên cấp thiếu tướng về chuyên môn điệp báo bùi vinh còn ở mức trung bình nếu không là sơ cấp hắn chưa hề hoạt động điệp báo hắn chỉ mới theo học khóa huấn luyện điệp báo cấp tốc của bộ tổng tư lệnh và chưa hề bổ túc ở ngoại quốc về phần gián điệp bùi vinh mới đạt trình độ tập sự Nguyên nhân hắn được biệt phái qua vụ lễ tân hoàn toàn có tính chất tránh trị. Nếu Bùi Vinh thay thế Phan Thiện, tổ chức của chúng ta sẽ hoạt động dễ dàng hơn, ít nhất trong hiện tại. Vì vậy, công tác cấp thời của chúng ta là tìm mọi cách loại trừ giám đốc phản gián Phan Thiện. Kế hoạch loại trừ này gặp rất nhiều khó khăn. Phan Thiện là ủy viên dự khuyết trung ương đảng, nếu để hắn trở thành ủy viên thật thụ và nắm giữ toàn bộ hệ thống điệp báo miền Bắc, chúng ta sẽ phải tốn phí nhiều tiền bạc và nhân sự. Thoạt đầu, chúng ta dự định ám sát Phan Thiện. Việc ám sát bất thành vì Phan Thiện bố trí phòng vệ rất chu đáo. Hai lần nhân viên của ta trà trộn vào cơ quan của hắn, cả hai lần đều bị bại lộ. Và lại, ám sát không lợi bằng thanh trừng. Vì Phan Thiện bị ám sát, một Phan Thiện khác sẽ được cử ra thay thế. Trong guồng máy điệp báo Bắc Việt, ngoài Phan Thiện ra đang còn một số chuyên viên có đầy đủ khả năng biện pháp lý tưởng là loại trừ Phan Thiện bằng cách đưa hắn vào chồng. Chúng ta sẽ tạo chứng cớ giả mạo để giúp Bùi Vinh kết tội Phan Thiện. Trung ương đảng sẽ phải thanh trừng Phan Thiện về tội phản bội. Sau khi Phan Thiện bị thanh trừng, Trung ương đảng sẽ không dám bổ nhiệm các chuyên viên thuần túy vào chức vụ cao cấp nữa, và đương nhiên đại tá Bùi Vinh sẽ lên thay thế. Một hậu quả đương nhiên khác là các chuyên viên thuần túy trong guồng máy điệp báo sẽ bị thay thế bởi các đảng viên trung kiên việc chính trị hóa điệp báo sẽ làm mực độ hữu hiệu giảm sút giúp chúng ta đẩy mạnh hoạt động sau đây là hồ sơ tướng mạo và đời sống của phan thiện và bùi vinh lê tùng nhìn bùi vinh như bị thôi miên bùi vinh lặng lẽ ngồi xuống ghế salon miệng phì phèo điếu xì gà thơm phức hắn không bắt tay lê tùng hắn cũng không chào hỏi hắn lại không mời chàng ngồi bùi vinh mở đầu bằng câu nói dấm dẫn chứa đầy đe dọa lê tùng anh chưa thành thật Lê Tùng trước mắt, vẻ mặt ngơ ngác tôi. Bùi Vinh cướp lời, giọng hách dịch, để yên tôi nói. Anh chưa thành thật, Lê Tùng, anh không giấu giếm được tôi đâu. Lê Tùng có cảm giác như trần nhà sụp xuống. Trần nhà sụp xuống đè chàng nát bấy. Đồng thời đè nát bấy kế hoạch hào quang mà ông Hoàng mất bao công phu sửa soạn. Z, 28 bản án tử hình chương ích chương sùi thuốc lá cháy khét làm nguyện biên bực mình tuy nghiện thuốc lá mỗi ngày hai gói một gói chesterfield ở nhà một gói bát tốt ngoài đường hắn lại ghét mùi cháy khét vì vậy đĩa đựng tàn của hắn luôn luôn đựng nước gặp nước tàn thuốc phải tắt ngủm không hiểu sao hôm nay nguyễn biên lại quên đổ nước có lẽ hắn bận suy nghĩ thật vậy suốt từ chiều đến giờ hắn ngồi im như tượng đá trong ghế bành nhìn qua bao lơn xuống đường hắn nhìn xuống đường xong không thấy không nghe gì hết đường Phạm Ngũ Lão, sau lưng ga xe buýt, thường là khu vực náo nhiệt đông đúc nhất Sài Gòn, ngày cũng như đêm, nhất là khi trời sắp tối. Hàng trăm xe cộ đủ loại nối đuôi nhau, xe buýt khổng lồ dài ngoằn phun khói đen kịt, xe xì cút tơ bóc kèn te te, xe hơi nhà lộng lệ áo màu, xe đạp, xích lô y ảnh và xe thổ mộ khệnh khạng. Nguyễn Biên chỉ thấy khoảng không vô tận, trên nền trời hoàng hôn, những đám mây màu xám đang chuyển sang màu tím. Đột nhiên, Nguyễn Biên cảm thấy trống trải lạ lùng. Trên bàn, hai tờ báo vẫn nằm chềnh ảnh dưới ánh đèn 60 nên sáng quắc. Tờ sống, và tờ di, e, o, pháp ngữ, Nguyễn Biên đọc đi đọc lại nhiều lần nên thuộc lầu bài lai cảo đăng ở trang sau. Lai cảo thứ nhất đăng trên báo sống như sau, Phạm Tư ở Huế phải về ngay. Mẹ đau nặng, anh cả, Phạm Thân, và lai cảo thứ hai đăng trên báo di, e, o, Mariem. Từ ngày em ra đi, con khóc ngày đêm. Em hãy về nhà, anh sẽ quên hết quá khứ. Người yêu em, Pol. Trên đất Việt Nam, những người như Phạm Tư không hiếm. Tuy nhiên Phạm Tư và Pol ở đây chỉ có trong trí tưởng tượng của Nguyễn Biên, giám đốc chú sứ gián điệp Bắc Việt ở Sài Gòn. Những lai cảo hiền lành này sẽ đến văn phòng điệp báo trong vụ lễ tân 4 ngày sau. Nghĩa của nó rất giản dị. Công tác đã hoàn tất, đã ra lệnh cho nhân viên tạm rút vào bóng tối. Trân trọng chờ chỉ thị Ba ngày trôi qua Nguyễn Biên vẫn chưa nhận được chỉ thị Mỗi tối đúng 8G5 Hắn phải túc trực bên máy thu thanh Để nghe âm ngữ của đài bà âm Hà Nội Hắn không hiểu sao Hà Nội Bắt đình chỉ mọi liên lạc bằng điện đài Viện cớ là phản gián Sài Gòn Hoạt động đắc lực Nguyễn Biên lẩm bẩm Hừ như vậy mà cho là đắc lực Rõ thần hồn nát thần tính Trong thâm tâm Nguyễn Biên khinh rẻ tổ chức Của ông Hoàng Hắn đã bố trí cho Lê Tùng rời Sài Gòn một cách dễ dàng, ung dung trèo phi cơ ở Tân Sơn nhất, trước mũi công an và phản gián. Phen này trở về, hắn sẽ báo cáo tường tận cho Đại tá Bùi Vinh. Đại tá Bùi Vinh, con người quân nhân cương nghị, khôn ngoan và dũng lược, thăng cấp nhanh như ngựa phi, thành phần đầy hy vọng của nguồn máy điệp báo. Theo chương trình, Nguyễn Biên phải lưu lại miền Nam 2 năm nữa. Thêm 24 tháng dài đăng đẳng nữa hắn xa gia đình từ lâu, một năm bốn lần, vợ con hắn gửi thư vào. Thư từ được viết vào giấy gói đổ bằng mực hóa chất hoặc chụp trên phim VT. Từ lâu, hắn không được ngửi lại mùi cà phê nhân ở cầu gỗ, gần hồ Hoàn Kiếm. Nhà hắn ở phố cầu gỗ, sau tiệm cà phê nhân, nổi tiếng nhất nhì Hà Nội. Buổi sáng thức giấc, hắn ngồi một mình trong tối, cánh mũi nở rộng, hít mùi cà phê phim đặc biệt vào buồng phổi. Ban đêm trước khi lên giường, hắn cũng không quên thưởng thức hương vị cà phê. Nhiều đêm, hắn ân ái với vợ trong bầu không khí sực nức mùi cà phê độc đáo. Cà phê đã biến thành một phần của đời hắn. Hồi nhỏ, hắn sống trong một đồn điền trồng toàn cà phê, thứ cà phê thượng hạng, gần phủ lạng thương. Lớn lên, hắn mê uống cà phê một cách kinh khủng. Mùi cà phê của tiệm ăn bên cạnh sông vào mũi, lôi nguyện miên về thực tại, sau khi Lê Tùng xa bẫy, hẳn rời ngôi nhà ở đường Nguyễn Văn Giai, dọn về căn gác cao chót vót này, Nguyễn Biên giật mình đánh thót. Đồng hồ quả lắc trên tường rõng rạc điểm 8 tiếng. 5 phút nữa, giọng nói quen thuộc của đài Hà Nội sẽ vang rền,